Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ test thử ánh sáng của cây đèn pin đeo đầu có tên là Phoenix HM 65R. Thì ở đây cái ánh sáng cao nhất của cây đèn này là 1400 lumen. Ở bao bì để có ghi là 1800 lumen này. Và cái khoảng thời gian chạy là liên tục được 280 giờ. Nếu mà 280 giờ là chắc là mức nhỏ nhất thôi. Ở phía sau này có ghi này, nếu mà 1000 lumen sẽ chạy liên tục được 4 giờ, 400 lumen được 22 giờ, mức thấp nhất là 8 lumen sẽ được 280 giờ, khá là dài. Hôm nay mình sẽ test thử cái ánh sáng của cái đèn pin đeo đầu này. Anh em đi trekking hay là đi camping là đều rất là cần cái vật dụng này, cực kỳ cần thiết. Ở đây á, mọi người nhìn thấy nó có hai cái đèn pin, đèn nhỏ và đèn lớn. Phía trên này thì nó có hai nút bấm này để anh em có thể sử dụng ánh sáng bình thường thì mình sử dụng cái bên trái đèn nhỏ, còn ví dụ mà muốn sử dụng ánh sáng lớn thì có thể sử dụng cả hai hoặc sử dụng bên phải nhá. Em mình test cho mọi người xem đây, nó rất là sáng, cực kỳ sáng. Thì ánh sáng này á, mình có thể điều chỉnh lớn nhỏ ở đây được một vài cái nút bấm ở đây thôi. Đây, ví dụ ánh sáng của cái chiếc đèn nhỏ đã như vậy rồi. Bây giờ mình chuyển qua mình test thử ánh sáng của cái đèn lớn bên cạnh, cực kỳ sáng luôn. Mình có thể vận nhỏ được, mở nhỏ được cái đèn này, bốn nấc tất cả, bốn nấc. Thì ánh sáng của chiếc đèn này nếu mà mình sử dụng một bên như ánh sáng này là khoảng tầm 1000 lumen, nếu mà kết hợp cả hai bóng thì sẽ là 1400 lumen, ví dụ như vậy. Ánh sáng nó chói lóa lắm. Anh em đi hang động sử dụng cái đèn pin này, nó trợ sáng cho mình khá tốt. Nhỏ. Cái cục pin này á, nó là pin sạc nhé. Mình có thể sử xem qua cái cục pin sạc này. Dung tích là 3400. Đây. 1865 này, 3.6V. Đó, anh em nhìn đó, pin mà hư thì rất dễ thay thôi. Bên này thì là cái để cắm sạc, sạc này là sạc Type C nha. Đây, xem có chống nước không. À đây, có chống nước này, IP68 này, có thể lặn sâu được khoảng 2 mét. Ồ, khá tốt. Giới thiệu với mọi người chiếc đèn pin đội đầu Phoenix có tên là HM65R. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.